Sunny chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đò. Bây giờ thì khoảng 17 giờ Sunny ở 89 Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt. Sunny muốn chia sẻ với anh chị một cái quán có cái tên cũng rất là hay, Bình Minh ơi, quán nhà gỗ anh chị ha. Để xem coi cái view nó như thế nào cũng chia sẻ. Ở đây cũng rất là gần bờ hồ anh chị. Bình Minh ơi, ok rồi, bây giờ thì Sunny sẽ chia sẻ ha, mình sẽ đi vào bên trong. Quán dễ thương quá anh chị ơi. Đi chung em. Đi chung. Quán bên trong nè anh chị, trên lầu nữa kìa. Đó, phía trước là có một cái thảm băng này. Dễ thương quá. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ đi một vòng bên trong đây nha. Đây là cái khu vực pha chế nè. Nhạc là nhẹ nhàng. Cái góc bên kia cũng rất là ấm cúng. Ở phía trên lầu, phía trên lầu nữa anh chị ha. Rồi, đây. Và bây giờ thì Sunny sẽ lên lầu coi cái view trên lầu như thế nào. Dễ thương quá anh chị. Đó, bàn. Đây nhờ cái bàn gỗ rất là mộc mạc. Nhà tiếng nói khẽ. Đó. Đây chúng ta nhìn cái view phía trước nhé. Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị những cái ngóc ngách 89 Hoàng Hoa Thám Đà Lạt nha anh chị ha. Chúng ta có một cái view thung lũng anh chị. Đó, view thung lũng phía trước đó. Đẹp quá. Quán này chăm chút từng góc cạnh một. Rồi, bây giờ thì Sunny sẽ đi xuống dưới để coi. Mình cứ đi trình tự như thế này anh chị. Ở đây có một cái khoảng sân để những cái ghế để chúng ta ngồi. Ôi xà, đẹp quá anh chị. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể đón những ánh bình minh anh chị ha, những tiểu cảnh để chúng ta chụp hình. Ở đây nữa nè. Rất là thơ mộng.
đây có một địa điểm mà chụp hình đẹp lắm anh chị. Bình minh ơi. Cái view thung lũng đẹp của em ha. Đúng rồi, cái hướng này là chúng ta hoàng hôn đây nè. Còn cái hướng ngược lại là cái hướng bình minh. Chân dài đã bói, chân mềm mà Ngoài ra những cái nơi địa điểm chụp hình và dưới lầu thì đệ Sunny sẽ đi xuống lầu nha. Hình như có một cái khu ẩm thực thì ở phía dưới. Stop only và mình đi thử trong cái khu vực này coi tiệm cà phê. Ở đây có một cái khu vực nữa chị. Đây bếp Đà Lạt có rất là nhiều món nè anh chị. Bánh căn nè, bánh ướt lòng gà, bánh mì xí mại đó, những cái bánh căn nè, cái khu vực đây nha anh chị ha. Ở đây thì khu vực phía dưới nè anh chị. Em ăn gì vậy? Bánh căn hả? Thôi em ăn đi. Bánh căn cũng hay ha. Rồi để mình đi tham quan. Ở đây có bánh căn mà bếp Đà Lạt. Ngoài uống cà phê thì mình có thể ăn nhẹ anh chị. Đó. Rồi mình sẽ đi khám phá phía dưới luôn nha anh chị. Đi phải cho trọn vẹn. Bình minh ơi. Đây là khu vực để xe gắn máy, có cái hầm để xe gắn máy nè. Và đây là có một cái sảnh để chúng ta cái hướng chạy xe gắn máy xuống. Công trình đang thi công, không phiện sự miệng vào. Đang thi công anh chị ha. Đó, ở đây là cái khu vực để xe gắn máy miễn phí. Mỗi lần mình xem ca nhạc và hiện tại thì có công trình đang thi công. Anh chị thông cảm nha. Xin đi không có đi xuống được. Đó, có thể là hồi nãy cái sân khấu thì anh chị sẽ thấy trên cao. Và bây giờ người ta cũng đang sửa chữa thi công nên không có xuống được. Rồi, trọn vẹn khu vực dưới là vậy anh chị. Ly nước dâu 70.000 anh chị. Mời anh chị uống nước nha. Chia sẻ với anh chị thêm với ly nước dâu mà xin đi. Thường thường cái món uống ở đây là khoảng là 70.000 một ly anh chị. 70.000 một ly. Nếu mà người vô mà không uống đó, phụ thu là 49.000. Còn đối ở đây có chương trình ca nhạc
là 120.000 một người, diễn ra vào buổi tối anh chị ha. 120.000 thì gồm vé xem ca nhạc và một ly nước luôn anh chị. Cái view rất là đẹp nha anh chị. Đó. Sunny sẽ chia sẻ với anh chị, chúng ta có một cái view thung lũng anh chị ha. Đây là một cái quán cà phê ở phía trên cao, và cái hướng phía trước của mình đó là thung lũng, và Sunny sẽ lui cái flycam để anh chị thấy trọn vẹn. Ở giữa đó anh chị, đó là cái quán cà phê của chúng ta đó, và cái hướng này là về cái hướng phố. Sunny sẽ bay tới cái quán cà phê chơi vơi ở một cái thung lũng rất là đẹp. Phía trên anh chị thấy không? Tám mươi chín hoàng hoa thám anh chị ha. Và Sunny sẽ gửi anh chị cái view toàn cảnh của thung lũng để anh chị cùng xem ha. Đó, đây là quán của mình đây. Ở dưới thì nó có một cái sân khấu ca nhạc phía dưới anh chị. Còn mình ở trên là những cái dù trắng phía trên đó. Đó. Mình sẽ chạy bay vô gần chút xíu nha anh chị. Đây. Đây. Đây cái quán cà phê của mình. Cái khuôn viên này cũng rất là rộng. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị cái hình ảnh của thung lũng nha. Bữa nay nhiều mây nên nó cũng không có được mấy, nhưng mà Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị để coi cái quán này thích hợp đến đối với anh chị mỗi lần mà chúng ta đi Đà Lạt anh chị. Đó, quyến một cái thung lũng phía trước kìa. Có một cái view rất là đẹp. Trùng trùng điệp điệp. Những đám mây đen đang kéo tới. Nhìn thấy tấm này giống như là ở phía trước là rừng thông. Đó, đối với rồng thông bạc ngàn. Đó. Để anh chị thấy trọn vẹn nha anh chị ha. Đó, ở giữa là cái quán cà phê của mình, với chiều cao thì khoảng 100 m. Rồi, mình bay về nha anh chị ha. Ở dưới thì có sân khấu ca nhạc nữa.
như cái cầu thang, buổi tối có trình diễn ca nhạc này. Đây, đây là cái quán cà phê của mình đây. Cam thì buổi chiều thấy thì nó không không được đẹp mấy thôi. Sunny chia sẻ cho anh chị. Và ở dưới kia thì anh chị sẽ thấy đó, cái sân khấu và có những cái cầu thang đó để chúng ta xem ca nhạc. Ở đây nè, ở đây thì sẽ nhìn cho nó rõ ràng hơn. Phía dưới đó anh chị ha. Cái khu vực sân khấu và ca nhạc buổi tối thì nó rất là lung linh, nhìn ra cái thung lũng 120.000 một người, gồm thưởng thức ca nhạc và một ly nước uống. Rồi, Sunny cũng rất là vui thực hiện cái video clip này, một cái video clip ngắn thôi để chia sẻ với anh chị một quán cà phê Bình Minh ơi. Nếu mà anh chị có dịp lên Sài Gòn, nếu mà nhìn thấy quang cảnh như thế này và cũng muốn xem ca nhạc buổi tối thì chúng ta ghé Bình Minh ơi ha. Có một cái đêm trọn vẹn bên gia đình, bên người yêu, bên những người thân. Sunny chúc anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc nhé trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại. Đối với quán cà phê này thì những cái địa điểm decor thì rất là chăm chút,